Xin chào các bạn, trở lại với chương trình đánh giá xe của xe đời sống.vn. Mình đang có mặt ở Đà Lạt Palace, khách sạn 5 sao mà sang trọng, gắn liền với lại cái lịch sử lâu đời của Đà Lạt. Chúng tôi cũng đã có một cái hành trình từ Sài Gòn lên Đà Lạt với một chiếc xe Volkswagen Tiguan Allspace. Tiguan Allspace thì đây cũng là một cái mẫu xe 7 chỗ nhập khẩu từ Đức duy nhất có mức giá là dưới 2 tỷ đồng hiện nay tại Việt Nam. Chính xác giá của Tiguan Allspace bây giờ là 1,729 tỷ đồng. Thì nó cũng ngang ngang với lại mẫu Mac GLC 200, cũng một chiếc crossover hạng sang. Tuy nhiên nếu mà các bạn chọn Mac GLC 200 thì các bạn chỉ có thể đi được 5 người thôi. Tiguan Allspace tiệm cận xe sang nhưng đi được 7 người và là một cái lựa chọn. Và nó linh hoạt hơn, nó tiện dụng hơn cho gia đình. Volkswagen thì là một cái thương hiệu rất là quen thuộc từ Đức, nổi tiếng. Và thương hiệu này thì bán xe cũng kinh khủng lắm. Bán xe chạy, nhiều mẫu xe là bán chạy hàng đầu thế giới. Và ngay cái chiếc T1 này cũng là một trong những cái mẫu crossover bán chạy hàng đầu thế giới hiện nay. Với tổng doanh số nửa đầu, 6 tháng đầu năm 2018 là hơn 400.000 xe. Volkswagen Việt Nam đã đem đến một cái cấu hình cho cái phiên bản này, lựa chọn bản 7 chỗ thôi, bản Tiguan Allspace để phù hợp với lại cái nhu cầu và cái thị hiếu của người Việt Nam. Tiguan thì nó nằm ở trong một cái phân khúc crossover hạng C, là xét về kích thước thôi nhá. Tức là nó ngang ngang với lại những cái mẫu xe như là Mitsubishi Outlander, Honda CR-V hay là Nissan X-Trail. Và thậm chí cả Peugeot, cặp Peugeot là 3008 và 5008. Nếu mà nói về định vị ấy, thì Volkswagen nó lại nhỉnh hơn một chút. Có thể xem như là tiệm cận ở hạng xe sang. Xe sang ở cái phân khúc này thì có Mac GLC này, BMW X3 này hay là Audi Q5. Volkswagen Việt Nam là chỉ phân phối cái phiên bản trục cơ sở dài bản 7 chỗ ngồi. Thì nó sẽ dài hơn so với lại cái bản 5 chỗ của cùng cái thế hệ hiện tại nhé. Là dài hơn là khoảng 27cm. Và trục cơ sở là cũng được kéo dài lên 11cm. Cái mục đích là để đem đến nhiều cái không gian rộng rãi hơn ở cho cái hàng ghế thứ ba. Khi mà bạn nhìn tổng quan về cái ngoại hình của cái chiếc Tiguan Allspace này thì bạn sẽ thấy rằng là nó không phải là nó có những cái gì nó quá táo bạo đột phá, nó không hấp dẫn ngay từ ban đầu, nhưng mà bạn nhìn càng lâu ấy, thì nó càng thấm đấy. Vâng, tại vì cái thiết kế của nó là rất là tinh tế. Và những cái đường kết hợp là những cái đường vuông, rồi những cái đường V tròn góc, cách nó vừa phải, nó hòa quyện. Rồi phần đầu của Tiguan được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Volkswagen. Cái việc mà sử dụng các cái chi tiết mạ chrome ở đây, cái độ hoàn thiện hay tỉ mỉ chi tiết của nó rất là sắc sảo. Cái đường chrome mà nhìn thấy nguyên suốt là từ phương ngang lên luôn, kéo ăn liền luôn cả vào cái cụm đèn như thế này. Thì nó làm cho cái phần diện mạo ở đầu xe nhìn nó có vẻ nó mở rộng ra hai bên. Phía dưới này là một cái phần cản, nó bố cục, nó đối xứng với là cái phần trên để nó tạo lên một cái sự vững chãi. Và đi kèm với đấy, đây là cái đèn sương mù. Ở những cái đường V góc như thế này, nhìn một cách tổng hòa thì nó rất là chặt chẽ, gọn gàng. Đèn pha của Tiguan Allspace thì ở đây là ứng dụng công nghệ đèn LED nhé. Nhưng mà đèn LED ở đây là LED thông minh và tự động điều chỉnh góc chiếu, mở rộng cái góc khi mà chiếc xe vào cua. Đây là đèn báo rẽ, đèn xi nhan. Trên đây là cái đèn định vị ban ngày. Chúng ta sẽ tiếp tục đi sang cái phần bên hông. Cũng là sử dụng mạ chrome thôi, nhưng mà nó chạy nguyên viền khung cửa sổ. Và ở bên dưới này nó cũng có một cái đường nẹp. Ở đây là một cái nẹp rất là đẹp mắt. Và trên đây là có chữ 4Motion. 4Motion có nghĩa là cái tên hệ dẫn động 4 bánh của Volkswagen. Trong một cái tổng hòa thiết kế như thế này thì phiên bản này được trang bị một cái bộ mâm kích thước tới 19 inch luôn. Bộ mâm này thì có tên gọi là Victoria Foam. Và bộ mâm này thì kết hợp với lại bộ lốp Hankook kích cỡ là 235.
R50, R19 đều cho cả 4 bánh luôn. Ở phía sau chiếc xe này thì trong một cái tổng thể nó hơi là vung vức một chút. Chúng tôi cũng nhìn thấy được một cái viền nẹp chrome tiếp tục xuất hiện ở trên cái cản sau chạy ngang hết chiều ngang. Đèn hậu này là một cái thiết kế rất là đẹp này. Nó tạo thành một cái hình chữ F đấy. Nó một phần ở bên thân này mà và một phần ăn liền với lại cửa hậu. Và ở đây nó là những cái hình tam giác nhỏ liền mạch. Đèn hậu cũng là đèn LED hết luôn. Ngoài ra thì ở phía trên cao có một cái đèn báo phanh. Volkswagen T1 nó toát lên một cái vẻ đẹp nó sang trọng. Nó không rườm rà nhưng nó lại rất là cứng cáp nhờ những cái đường gân. Và mình thì mình cũng thích cái phong cách thiết kế của Volkswagen này, nhìn nó rất là trang nhã. Nó không có gì phải phô trương khoe mẽ nhưng lại cũng không nghèo lạ. Rồi đây là cái tính năng cốp mở bằng đá chân. Một cái tính năng là rất là chuẩn mực trên các cái mẫu xe cao cấp hiện nay. Ngoài ra thì cái việc mở cốp này bạn cũng có thể sử dụng được bằng chìa khóa. Trên đây nó có một cái nút bấm vào giữ nếu mà không muốn đá chân. Chính là nhờ cái việc mà kéo dài trục cơ sở lên thì ở bên trong cái chiếc T1 Outspace này nó đã có thêm rất nhiều không gian cho cái việc để đồ, ngay cả khi hàng ghế thứ ba được cập lên. Một số những cái mẫu xe mà 5+2 thì do là trục cơ sở vẫn như nguyên, chính vì vậy mà phải hy sinh một chút về cái không gian để đồ. Và các bạn có thể thấy rằng một số những cái mẫu xe 5+2 khác thì cái hàng ghế thứ ba này nó nằm gần như là sát hẳn ra phía đằng sau đây luôn. Có nghĩa là cái không gian này hẹp. Nhưng mà ở đây thì nó đã lùi vào trong được một chút. Và như thế ở đây thừa sức là để được hai cái vali. Trong trường hợp là để như này, dựng cái ghế lên. Thế còn hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì cũng có thể gập phẳng xuống. Và trong cái trường hợp cả hai hàng ghế này gập phẳng xuống thì cái khoang nội thất này cực kỳ rộng, lên tới 1.775 lít. Còn cái không gian ở phía sau của cái hàng ghế thứ ba này là 230 lít. Gập cái này xuống thì có 700 lít. Rồi. Như vậy là cái không gian để đồ rất là thoải mái rồi. Mình cũng nhấn mạnh thêm là cái thiết kế của cái cốp mở điện này nó còn có một cái chức năng nhớ. Nhớ gì? Nhớ theo cái chiều cao của cái người sử dụng. Bên đây các bạn sẽ nhìn thấy hai cái nút, là một cái nút là nút nhớ thì setup sẵn ở trong cái hệ điều khiển trong kia. Nó phù hợp để nó tránh là không cần phải, ví dụ người thấp quá không với được đó. Hoặc là người cao quá ấy, thì ở một cái mức độ vừa phải, thì như thế nó lại cũng tinh tế ở trong từng cái thao tác. Có một cái điểm rất là đặc trưng, gọi là một cái dấu ấn trong cái thiết kế nội thất các mẫu xe của Volkswagen, đó là gì? Là khi mà các bạn nhìn bên ngoài cái chiếc xe nó có vẻ nó gọn gàng, nhưng cái không gian nội thất nó lại rộng hơn so với bạn tưởng tượng. Các nhà thiết kế của Volkswagen luôn có một cái triết lý là tối đa hóa cái không gian nội thất để có được cái sự rộng rãi nhất. Và khi mà bạn ngồi trong một chiếc xe này thì bạn sẽ cảm nhận điều đó qua thiết kế ở các cái phần cửa xe nhé. Nó làm ốp mỏng đi và nó có cái phần lõm vào trong. Như vậy thì nó làm cho cái không gian này nó mở rộng hơn. Nên thực tế là ngồi trong nội thất của T1 Outspace này rất là rộng rãi. Về mặt thẩm mỹ thì ở cái khu vực tablo này, cái khu vực điều khiển trung tâm này thì có một cái thiết kế là nó hướng về phía người lái. Tiếp đến một cái điểm nữa mình cũng nhìn thấy ở đây nữa là ngay cả những cái hốc thông gió này, các bạn cũng nhìn thấy được những cái viền rất là mảnh, viền mạ chrome. Không có nhiều cái mẫu xe mà thực hiện được cái điều này đâu. Dù nó nhỏ thôi nhưng mà những cái đường viền này nó một cái cách tổng hòa nữa. Tất cả những cái đường viền mạ chrome này đều rất là mảnh và sắc sảo. Cái bố cục hay những cái đường nét ở trong đây thì nó cũng hòa nhập với lại cái thiết kế bên ngoài. Về mặt vật liệu thì ở trong chiếc xe này thì cũng được áp dụng những cái vật liệu cao cấp. Đầu tiên phải nói đến chính là các cái ghế ngồi được bọc da cao cấp. Và cái thiết kế ghế ngồi này thì nó cũng đẹp mắt ở những cái đường chỉ khâu tạo bậc như thế này. Hai ghế ngồi trước này là chỉnh điện và có chức năng massage luôn. Vô lăng của xe thì cũng được bọc da. Đi từ cái khu vực bảng điều khiển trung tâm, đó là một cái màn hình Composition Media phục vụ cho cái việc thông tin, kết nối giải trí và cũng như là kiểm soát đến những cái vận hành của cái chiếc xe, kể cả hệ động lực và các cái chế độ vận hành luôn. Ở đây bảng điều khiển cái màn hình hiển thị trung tâm này cảm ứng chạm rất là nhạy.
Hệ thống điều hòa của chiếc xe này là 3 vùng, trong đó hai cái vùng tự động, điều hòa tự động ở phía trước hai bên, thế còn phía sau cho những người ngồi sau thì có thể điều chỉnh được, không phải tự động nhưng mà điều chỉnh được. Ở dưới cái bệ cần số này thì chúng tôi nhìn thấy được rằng là đây là một cái cần số của hộp số DSG, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Có cái nút bấm khởi động và ngắt động cơ là Engine Start Stop. Tiếp đến là phanh tay điện tử này, Auto Hold, có nghĩa là tự động giữ phanh. Rồi ESP, tắt ESP. Bên này nữa còn có cả cái nút là Eco Start Stop, có nghĩa là khi mà dừng đèn đỏ chẳng hạn ấy, thì nó tạm ngưng động cơ để tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tiếp đến, cảm biến đỗ xe. Và chú ý rằng là ở phía dưới đây, ngay sau cần số này thì nó có một cái núm xoay điều khiển chế độ vận hành, cũng như là điều khiển cho hệ dẫn động 4Motion, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian luôn. Và nó có những cái chế độ khác nhau. Ở ngay vị trí người lái như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy được một cái vô lăng bọc da này. Trên đây có nhiều cái nút điều khiển hành trình, cruise control, rồi âm lượng, lựa chọn bài. Cái hệ thống âm thanh giải trí của xe này là 8 loa. Và cái trải nghiệm thực tế của team ấy thì cũng thấy được rằng đây có là một cái hệ thống âm thanh có chất lượng khá là tốt, bass mạnh, rồi khả năng trình diễn về âm nhạc phải nói là cũng không thua kém mấy so với những cái mẫu xe sang đâu. Và bảng đồng hồ này thì bao gồm hai cái đồng hồ tròn với những cái đường viền chrome tinh tế. Phía giữa thì là một cái đồng hồ nhỏ, một cái màn hiển thị cho rất là nhiều thông tin, và người lái thay đổi cái thông tin này bằng cái nút bấm ở bên phải vô lăng. Và mình cũng nhấn mạnh rằng ở đây nó có cái hệ thống hiển thị áp suất lốp luôn, và hiển thị chính xác tới từng lốp xe luôn. Như vậy thì cho phép người lái chủ động hơn, kiểm soát được cái áp suất lốp và trong các cái điều kiện lái xe khác nhau. Nhấn mạnh đầu tiên với các bạn rằng cái hàng ghế sau của chiếc xe là có thể dịch chuyển lên và xuống với một cái biên độ là khoảng 18cm. Cái dịch chuyển như thế này rất là nhiều, 18cm là gần một găng tay luôn các bạn. Thế thì vì sao? Tại vì là đây là cái mẫu xe 7 chỗ, và cái việc mà bố trí cái ghế dịch chuyển như thế này thì để tạo thêm cái không gian để vào cái hàng ghế thứ ba, hai chỗ ngồi phía sau. Trong trường hợp mà cái chiếc xe này mà đi 5 người thôi, có nghĩa là hàng ghế thứ ba gập xuống để chứa đồ đạc ấy, thì bạn có thể đẩy cái hàng ghế sau xuống hết mức. Thì thực sự cái khoảng để chân ở đây rộng, rất là rộng, thậm chí ngang ngửa với lại những cái mẫu crossover SUV ở cái phân khúc cao hơn một chút, ví dụ như là BMW X5 đó. Mình đang nói về cái độ rộng rãi và cái thoải mái, cả phía trên đầu rất là thoải mái luôn. Và cái hàng ghế này, hàng ghế thứ hai này là có một cái độ nghiêng, điều chỉnh được cái độ nghiêng của lưng tựa rất là rộng. Và cái phần thứ hai này, phần 20 của cái hàng ghế thứ hai này cũng có thể gập xuống, gập tách biệt như thế này. Cái thứ nhất là bạn ngồi hàng ghế này có thể tương tác với lại người ngồi hàng ghế sau, hoặc là trong một số những cái tình huống mà gập xuống để đồ. Còn không thì cái này xuống vẫn là một cái bệ tì tay với hai ngăn đựng cốc, đựng chai nước ở đây. Đấy, tuy nhiên ở hàng ghế hai thì mình nhìn thấy một cái chi tiết khác biệt trong cái xe này, khác biệt về thiết kế mà các bạn gần như là không tìm thấy ở trên một cái mẫu xe nào khác. Đó là cái hộc chứa đồ phía trên trần. Bình thường các bạn thấy được cái hộc bỏ kính hay làm vài cái gì nhỏ nhỏ phía trước thôi. Còn đây Volkswagen bố trí cho cả tận phía sau này luôn, hai cái này luôn. Và cái tiếp theo mình muốn cho các bạn thấy được cái sự rộng rãi của cái hàng ghế thứ ba của cái mẫu xe 7 chỗ. Mà vì sao Volkswagen không gọi đây là 5+2 mà gọi là 7 chỗ? Và để vào hàng ghế thứ ba thì đương nhiên là phải gập cái hàng ghế này lại. Thì ở trên này đó, dễ không? Vào rất là dễ. Bên này nếu muốn vào bên kia thì cũng vào một cách tương tự. Hàng ghế thứ ba thì cố định, nên thực tế là ở đây có thể ngồi cho những cái người mà có kích thước nhỏ hoặc là trẻ em thì thoải mái. Nhưng dù sao là nó cũng rộng hơn, là rộng hơn một chút so với những cái mẫu xe mà 5+2. Các bạn sẽ thấy được rằng là hai ghế ngồi này độc lập, và ở phía sau đây là cũng có cái ngăn để chai nước và để đồ.
trong cái đặc tính vận hành thì đầu tiên mình phải nhấn mạnh với các bạn rằng đây là một cái động cơ 2.0 lít, động cơ tăng áp turbo và kết hợp với lại cái hộp số liên hợp kép 7 cấp DSG. Thế thì hộp số DSG lại là một cái đặc sản về công nghệ của tập đoàn Volkswagen. Trên cái chiếc T1 Osprey này thì hệ dẫn động 4 bánh là cho phép người lái chọn lựa 4 cái chế độ khác nhau nhé, để thích ứng với lại từng cái điều kiện vận hành. Chế độ đường tuyết này, snow này, chế độ đường on-road này, normal, rồi chế độ off-road. Và một cái chế độ thứ tư nữa là chế độ off-road nhưng mà cài đặt theo cái ý thích của người lái. Có nghĩa là vào cái chế độ off-road custom ấy thì có thể tùy chỉnh từ là vô lăng, động cơ, hộp số hay là kiểm soát lực kéo vân vân. Và tất cả những cái chế độ khi chuyển sang chế độ off-road này thì nhà sản xuất đã ngắt cân bằng điện tử đi. Và thông thường ấy, khi mà các bạn ấy lái xe ở trên đường on-road, đường bình thường như thế này ấy, thì cái hệ thống điều khiển động học của cái chiếc xe này ấy, nó lại cho phép người lái 4 chế độ khác, bao gồm chế độ Eco. Eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu, lái xe động cơ thì thường hoạt động ở cái vòng tua rất là thấp. Chế độ thứ hai là chế độ Normal, bình thường, nếu bạn đi lại hàng ngày. Nó không quá gọi là không quá yếu và cũng không quá mạnh. Nhưng chế độ thứ ba là chế độ Sport, chế độ thể thao. Thì đương nhiên trong cái chế độ thể thao thì cái động cơ nó hoạt động ở cái giải tua cao hơn và nó đem lại những cái trải nghiệm lái nó phấn khích hơn. Và cái chế độ thứ tư là chế độ cá nhân hóa, tức là cho phép người lái thiết lập những cái cài đặt theo cái ý của mình. Thế thì ở các cái chế độ này nó có một cái sự khác biệt nhau rất là rõ. Và ở cái chế độ thể thao ấy thì rõ ràng là cái hoạt động của cái động cơ đáp ứng nó nhanh hơn. Hộp số nó chuyển số cũng là theo cái chân ga đáp ứng nhanh của người lái. Nhưng mà mình lại nhấn mạnh thêm một cái chi tiết nữa là bản thân là khi mà cài đặt cái chế độ rồi, chế độ thể thao đi chẳng hạn, nhưng mà cái hộp số này ấy, nó lại cũng còn vẫn còn cái chế độ Sport dành riêng cho hộp số. Thì thực sự chiếc xe gần như là phát huy tối đa được cái trải nghiệm và nó thực sự là nó đem đến những chẳng khác gì những cái mẫu xe thể thao. Và theo cái con số mà được Volkswagen công bố lên thì khả năng tăng tốc của cái chiếc xe này là 7,9 giây nhá, 100 km, không 100 km/h, nhanh hơn 0,1 giây so với lại MEG GLC 200. Với rất nhiều những cái chế độ của hệ dẫn động và chế độ của hệ điều khiển động học, thế thì người lái sẽ chiếc xe này có thể biến hóa một cách rất là linh hoạt, từ kiểu lái xe nhẹ nhàng êm ái khi cần tiết kiệm nhiên liệu ấy, thì cũng có chế độ Eco. Và khi mà bạn thích thể thao, đôi lúc mà thích có những cái trải nghiệm hưng phấn hơn thì cũng đáp ứng luôn. Và bản thân thực tế thì cái khách hàng lái chiếc xe này là cũng có nhiều người có những nhu cầu khác nhau. Ví dụ như những người mà người ta có tuổi thì người ta sẽ thích lái một chiếc xe nó từ tốn chẳng hạn, thì dùng ở chế độ Normal thôi, hoặc là Eco thì nó còn tiết kiệm nữa. Thế nhưng mà những người mà trẻ trẻ hơn một chút như mình chẳng hạn ấy, thì mình thích lái thể thao, thì cái chiếc xe này nó đúng là chất của xe Đức. Mà cái chất đấy nó cũng gần như là nó cũng không thua kém gì nhiều so với lại Audi, so với lại Mercedes. Rồi trong đặc tính vận hành nói tiếp đến đó là hệ khung sườn và các hệ thống điều khiển cân bằng điện tử hay là chống trượt khi tăng tốc. Các cái hệ thống này nó giúp cho cái chiếc xe này nó cực kỳ ổn định. Nếu mà mình đã từng ấn tượng với lại Nissan X-Trail hay một số những cái mẫu xe khác với nhiều công nghệ hỗ trợ để cân bằng khi vào cua, thì trên cái chiếc xe này cái khả năng ổn định vào cua của nó còn tốt hơn nữa, chắc hơn nữa. Hệ thống treo của T1 Osprey này thì cái phiên bản ở Việt Nam thì nó là một cái setup của hệ thống treo fix, có nghĩa là không chuyển đổi, không thay đổi được, nhưng mà đã được tối ưu. Tối ưu là về cái khả năng chịu tải cho 7 người. Một vài cái chuyển động ấy, bạn có thể cảm nhận nó có thể nó hơi cứng một chút, nhưng mà cái giá trị của nó là gì, là khi mà đủ tải nó sẽ đạt được cái độ mềm, độ êm vừa với lại cái đáp ứng. Và cái việc mà hệ thống treo cứng như này nó cũng giúp cho cái chiếc xe thực sự là vào cua rất là tốt. Như vừa đấy mình cũng có nói, nhấn mạnh rằng là thực sự là vào cua ở những cái đường đèo như là đèo Bren hay đèo Bảo Lộc đó thì mới thấy hết được cái giá trị. Tất cả những công nghệ và
công nghệ chế tác xe của Đức, mà xe Nhật thì vẫn còn ở một cái cấp dưới. Rõ ràng là như thế luôn. Hệ thống phanh toàn bộ là phanh đĩa, đảm bảo tự tin, và hệ thống phanh chuẩn mực. Vô lăng của T1 này thì cũng là trợ lực điện, biến thiên tốc độ. Lực vô lăng ở đây thì thực sự là rất là tốt. Khi cần lái chậm là nó nhẹ, đủ một cái đầm chắc ở trên cao tốc. Chất da mềm, chặt tay, kích thước thì vừa và gọn. Mình cho rằng đây là một cái chiếc xe có khả năng cách âm tốt. Nó gần như là chỉ tiêu được những cái tiếng ồn quen thuộc, ví dụ như là ồn mặt đường hay ồn động cơ hay ồn gió. Đây, ngay cả cái chiếc xe này sử dụng đến bộ mâm lốp 19 inch luôn. Và trong trường hợp nếu mà giảm xuống 18 inch nó sẽ còn êm hơn nữa cơ, nó còn hoàn hảo hơn nữa. Nhưng mà như thế này thì cũng đã rất là tốt rồi. Vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng với chúng tôi tìm hiểu chi tiết thiết kế nội ngoại thất của T1 Allspace, cũng như là tất cả những cái tính năng trang bị và cái trải nghiệm vận hành của cái chiếc xe trong nhiều cái điều kiện khác nhau. Cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh lại với các bạn đó là gì? Với một cái mẫu xe gầm cao 7 chỗ ngồi đẳng cấp Đức mà có giá dưới 2 tỷ đồng thì tại Việt Nam các bạn chỉ có thể tìm thấy được cái chiếc xe này, T1 Allspace thôi. Thực sự là 7 chỗ có nhiều lúc rất là cần cho gia đình, những cái gia đình có nhiều điều kiện kinh tế hơn, khá giả hơn. Nói về tổng hòa thì các bạn cũng đã thấy được rằng là T1 Allspace nó là một cái thiết kế rất là nam tính, nhã nhặn và lịch lãm theo một cái phong cách châu Âu. Và nó cũng tinh tế đến từng tiểu tiết. Trong khi đó thì tất cả những cái trang bị và công nghệ nó cũng sâu sắc và nó cũng rất là chu đáo. Ở đây mình nói đến một cái từ chu toàn. Tại vì là ngay cả từ cái hệ thống chiếu sáng, từ những cái bệ tì tay, từ những cái thao tác nhỏ nhỏ, mọi thứ đều rất là chỉn chu. Đó là một cái sự khác biệt, không chỉ nói một cách hời hợt mà nó là đi vào từng cái chi tiết, từng thao tác. Và mình thì đánh giá rất cao về cái động lực vận hành của cái mẫu xe này. Động cơ 2.0 tăng áp hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG, đặc sản của Volkswagen, với nhiều chế độ tùy biến khác nhau, là những thứ mà những cái mẫu xe của Nhật không đáp ứng được. Ngay cả cặp Peugeot ấy thì lái cũng thua cái mẫu xe này xa. Với một cái tầm giá 1,729 tỷ đồng, với tất cả những cái cấu hình như thế này, động cơ, trang bị tiện nghi thì hoàn toàn là rất là xứng đáng. Mình chỉ tiếc là nó chỉ có duy nhất một cái phiên bản thôi, không có một cái lựa chọn một cái phiên bản cấu hình thấp hơn để có thể người tiêu dùng tiếp cận cái mẫu xe này với một cái mức giá thấp hơn. Và hy vọng có thể trong thời gian tới thì Volkswagen Việt Nam sẽ cải thiện cái điều này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các clip đánh giá xe tiếp theo.